Vâng, xin chào tất cả quý chị và các bạn nha. Trong video hôm nay tiếp tục Thành sẽ vay những lô giống mà công ty cũng đã sẵn sàng cho việc phục vụ đầu năm cho quý bà con chúng ta. Thì trong buổi sáng hôm nay tổng số lượng 5 triệu con giống đã xuất dòng xong cho quý khách hàng từ ở Phú Yên cho tới Cà Mau. Hiện tại Thành đang đứng ở khu số 1, tổ 2 sản xuất. Đây là nhân viên đang đánh giống ra bên ngoài. Thì những lô giống này Thành cũng đã gửi kết quả xét nghiệm đạt chỉ tiêu 100% tất cả những thông số mầm bệnh. Thì để việc đảm bảo cho quý bà con nuôi chúng ta có một mẻ giống tốt, Thành cũng đã sàng lọc và đầu tư những lô giống chất lượng nhất để gửi đến quý bà con nuôi chúng ta có một vụ nuôi thành công hơn. Tiếp tục Thành sẽ đi ra bên ngoài xem những lô giống trong buổi sáng hôm nay quý chị đóng cho tất cả quý chị và các bạn trong cái ngày mùng 9 này. Đây là những lô giống cuối cùng đóng xuất đi Kiên Giang. Tôm hiện tại cũng đã chuẩn bị ở trong bao, phân xạ tôm rất là tốt, rất là đồng đều. Thì để nâng tầm chất lượng và cho cái việc sản xuất, công ty luôn luôn đầu tư những công nghệ trang thiết bị mới nhất để phục vụ cho cái việc sản xuất con giống ngày càng chất lượng và thành công trong cái việc nuôi nhiều hơn. Thì công ty cũng mới lắp đặt một hệ thống sưởi nhiệt để mà phục vụ cho cái việc trời giống như là thời tiết nóng mình cũng điều chỉnh được cái nhiệt độ, giống như thời tiết lạnh thì mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ tốt hơn cho cái việc sản xuất, nó phù hợp trong những cái thời điểm và nhiệt độ khác nhau. Đây là những cái lô giống về chú Liện ở Kiên Giang nha. Sáng nay là đã xuất 2 xe cho quý bà con, xe đi về Phú Yên với lại một xe đi Cà Mau với Kiên Giang. Thì đỡ liên tục cho ra những mẻ giống tốt nhất, công ty cũng không ngừng nhập những đàn mẹ và với cái vi thành nuôi là không tắc mắc, đã tạo ra cho những con giống nó phù hợp với cái điều kiện tự nhiên, mang cái tính chất sức đề kháng cao hơn, gửi đến với bà con nuôi chúng ta có một con giống yên tâm và chất lượng cho cái việc nuôi thương phẩm ngày càng thành công. Một lần nữa Thành xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý anh chị và các bạn cũng như quý con nuôi tôm trên cả nước trong suốt thời gian qua cũng đã đồng hành tin tưởng sử dụng sản phẩm thuốc và con giống Triobet chúng tôi. Một lần nữa Thành xin gửi lời kính chúc quý khách hàng một năm thật nhiều sức khỏe, bình an, vạn sự như ý, đặc biệt với các con nuôi tôm chúng ta ngày càng thành công hơn trong vụ nuôi tôm được mùa trúng giá và luôn luôn thành công thắng lợi. Xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn những video tiếp theo nha.